sẽ nói nhiều về màu sắc. Bạn sẽ học được cách ứng dụng màu sắc vào quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ và các chiến dịch của mình. Và điều tiếp theo là 3 cách phối màu đơn giản nhất dựa vào vòng tròn của màu sắc. Và trước tiên chúng ta sẽ nói về thuyết màu sắc trong quảng cáo. Màu sắc là một vũ khí hữu hiệu trong quảng cáo. Không chỉ để cho đẹp, màu sắc còn có những tác động tâm lý nhất định lên hành vi của người xem, của khán giả. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao đèn giao thông lại có 3 màu đỏ, vàng và xanh lá cây? Hay bạn đã bao giờ nhìn thấy những mẫu quảng cáo ngoài trời đơn giản như thế này và tự nghĩ trong đầu là trông chúng thật quê mùa nhưng chưa thực sự hiểu được về những ý nghĩa nhất định trong việc sử dụng màu sắc đằng sau đó? Hay bạn đã bao giờ thấy rất là bí ý tưởng khi không biết sử dụng màu gì cho các mẫu quảng cáo cho sản phẩm và dịch vụ của mình mà chỉ sử dụng theo cảm tính và theo những gì mà mình thích? Mày không có kiếp thì đừng có dễ, đừng học người ta dễ bậy cái bạn. Cái này mới gọi là tranh đây. Đây, tất cả thưởng thức đi. Nhưng điều mà mình thích chưa chắc đã là điều hiệu quả do chưa có được kiến thức đúng. Vậy thì đây chính là những kiến thức về màu sắc mà bạn cần phải nắm vững. Thiết kế quảng cáo không phải chỉ để cho đẹp, và điều quan trọng là cần phải hiệu quả. Mà hiệu quả chúng ta mong muốn đạt được trong quảng cáo là gì? Đó chính là kêu gọi một hành động nào đó của người xem, của khán giả. Và sau đây là thuyết về màu sắc trong quảng cáo và bán hàng đã được thống kê và nghiên cứu mà bạn nên biết. Màu vàng, hàm ý tích cực và trẻ trung, thường được sử dụng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Màu đỏ mang tới nhiều năng lượng, tăng nhịp tim, tạo ra sự khẩn trương, thường thấy trong các chiến dịch khuyến mãi, đây là màu dễ thu hút cặp mắt nhất. Màu xanh dương tạo ra cảm giác tin cậy và an toàn, thường được sử dụng cho ngân hàng và các doanh nghiệp. Màu xanh lá cây có liên quan tới sự giàu có hoặc của môi trường, sản phẩm sạch, là màu dễ tiếp nhận nhất đối với mắt, thường được dùng để làm màu thư giãn trong các cửa hiệu hoặc màu cho các sản phẩm sạch. Màu da cam, kích động, thường được dùng để tạo các nút kêu gọi hành động như đăng ký, mua hoặc bán. Các nút kêu gọi hành động cũng thường dùng màu đỏ. Theo thống kê, đó là những màu tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Bạn đã hiểu tại sao những mẫu quảng cáo đơn giản quê quê như thế này lại được dùng rất nhiều rồi chứ? Màu hồng, lãng mạn và nữ tính, thường được dùng để quảng cáo cho các sản phẩm của phụ nữ hoặc nhóm nữ trẻ tuổi. Màu đen, quyền lực và sự sang trọng, thường được dùng để quảng cáo cho các sản phẩm cao cấp. Màu tím được dùng để làm dịu tâm lý, thường thấy trong các sản phẩm làm đẹp hoặc chống lão hóa. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về vòng tròn màu sắc. Vòng tròn màu sắc hay còn gọi là bánh xe màu sắc là một công cụ để xác định các cách kết hợp màu khác nhau mà tôi sẽ nói trong phần tới. 3 cách kết hợp màu dễ dàng nhất. Đây là một biểu đồ hình tròn thể hiện mối quan hệ giữa màu sắc dựa trên thí nghiệm tách màu từ ánh sáng trắng được Isaac Newton phát hiện vào năm 1666. Và vòng tròn màu sắc là một công cụ rất hữu dụng để bạn lựa chọn cách pha trộn màu ưng ý cho mẫu quảng cáo của mình. Đây chính là hình ảnh vòng tròn màu sắc được hình thành từ 3 màu chính: đỏ, vàng và xanh nước biển. Chia làm 2 nửa, màu nóng và màu lạnh như trên hình. Bạn có thể tham khảo phiên bản đầy đủ của vòng tròn màu sắc tại website sau: color.adobe.com. Cuối cùng trong bài này, chúng ta sẽ nói về 3 cách kết hợp màu dễ dàng nhất. Cách thứ nhất, lấy một màu bất kỳ và kết hợp chúng với 3 màu đen, trắng hoặc xám. Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì 3 màu đen, trắng và xám có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều màu khác nhau. Đây là một ví dụ về một mẫu poster để bạn có thể dễ dàng hình dung. Poster này lấy chữ màu đỏ làm màu chủ đạo và lấy nền là màu đen. Cách thứ hai,
lấy 2 đến 3 màu trong cùng một dải màu và kết hợp chúng lại với nhau. Và đây là ví dụ. Cách số 3, sử dụng quy tắc 2 màu đối nghịch trong vòng tròn màu sắc và kết hợp chúng lại với nhau. Cách này sử dụng khi bạn muốn dùng các màu sắc tương phản nhau tạo nên hiệu ứng tương phản khi người xem nhìn vào trong mẫu thiết kế quảng cáo của bạn. Và đây là ví dụ. Trên thực tế, chúng ta có thể kết hợp các cách thức lại với nhau để cho ra một mẫu thiết kế quảng cáo hiệu quả nhất, như bạn có thể tham khảo sau đây. Có rất nhiều cách kết hợp màu khác nhau và tôi vừa giới thiệu với bạn 3 cách kết hợp màu nhanh chóng nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Và bạn có thể tham khảo rất nhiều cách kết hợp màu khác nhau nữa tại website sau đây. color.adobe.com. Ở website này đã có sẵn một bánh xe tự động pha màu và bạn chỉ việc vào đây và lựa chọn cách kết hợp màu ưng ý nhất cho mẫu quảng cáo của mình. Ở bài này, chúng ta đã được học các kiến thức căn bản nhất về màu sắc trong thiết kế quảng cáo. Và hãy luôn nhớ, thiết kế không chỉ để cho đẹp, và điều quan trọng nhất là cần phải hiệu quả.